gọi là con tép. Con tôm là con tôm. Đúng rồi, con tôm là con tôm. Mời khác. Tép đây à? Mỗi một người đây là mỗi lời gọi mỗi mỗi khác thôi. Con này chả có tôm thì con gì mà. Con tép ở đây này nè, con tép đây này. Quen con là gọi con tép. Con tép đây này. Đây gọi là thuộc loại cá rồi. Cá tép còn gì nữa. Ô, tôm tép thuộc loại tôm nó khác chứ. Cần, tép này. Đây là cá, phải thêm từ cá đúng không? Ngồi dưới con này, bé nó còn tép. Con tép đây này. Còn đây là tôm. Khổ quá, ngày xưa suốt ngày đi cướp cỏ rồi. Con này là tép. Này con tôm to tổ búa chà bá này mà nó bảo con tép. Hello anh em, xin chào anh em, chào mừng anh em đã đến với kênh Sắc Sệ. Hôm nay thì là ngày chỉ thị 16 của Hà Nội anh em. Thì Sắc Sệ chỉ loanh quanh trong nhà thôi, tất cả những cái cửa ngoài cổng đều khóa hết, gọi là nội bất xuất ngoại bất nhập đó. Đây hai nhà đều khóa hết, muốn khép thôi, không cần đóng, cổng đóng hết rồi, không ai vào được, trộm cắp không trộm cắp được. Và quay cho các bạn xem là phòng bếp nó có tận 2 tủ, đồ ăn thì nhét hết vào tủ rồi, lúc nào thích ăn đồ tươi thì đấy thôi, thì là mua ít đồ tươi thôi. Đấy, cả nhà nhìn thấy chưa? Một dịch đấy đã phải triển khai. Ôi giời. Đấy. Gà lợn cá tiếc lại còn một tủ ở dưới nhà bà. Con uống vừa thôi con. Đây là kem này, mít này, hoa quả này. Đấy. Đây dưới này là sữa chua này, các thứ hoa quả cho các cháu. Ồ, lúc nãy em không mua ấy à, em không mua hoa quả à? Có, em ơi, ở dưới nhà. Đấy, hai cái tủ. Thôi, hai lon thôi nhá con nha. Lon này cho vào trong tủ thôi à. Đấy. Một thứ một tí. Anh cho em lọ ấy, lọ. Nước mè. Thôi con, đi. Con mang cốc ấy, cái lắp kìa. Nồi cơm lấy xong thì cũng không đóng này cho bố này. Nọ này hết rồi cũng không vứt này. Bố là người đi dọn rác cho các con ấy. Để bố cầm ra cho nhé. Hôm nay anh Bin mời cả nhà uống coca. Đây, sẽ có coca cho con. Một lần ha. Buôn nhiều vào cho khỏe cho nó. Từ từ thôi. Thôi. Rót ít một thôi. Ôi buôn uống mắm à? Mắm ngon nhỉ. Không ngon, mai mình đỡ phải vào bếp bạn ạ. Ngon rồi. Bạn chỉ cần bảo không ngon. Ngon không? Nói thật lòng đi con. Ngon không? Thật lòng đi. Bình thường. Bình thường. À, bình thường nghĩa là vẫn ăn được. Ăn
được. Ăn được. Thế con tưởng cũng ngon nhá. Con mời bà một miếng nha. Để bà thẩm định. Để bà thẩm định miếng nào ngon mà. Đấy, nào. Bà nội này, cháu gấp cho đây. Tôi không dám quay bà bởi vì bà móm răng nhai nó khó, rất khó. Quay sợ bà lại ngại. Ba kiểu rớt kem món này. Bà đừng thương đi. Mấy giờ bà? Ba giờ? Con ăn cái cây xàm này. Con bỏ ai? Con ăn cái đấy. Con ăn cái đấy. Đây này, mẹ ở chỗ này này. Đấy, nước đấy, đúng không? Trộn này. Đúng rồi. Đây là món cà vợ làm. Mình còn được ăn này còn sung sướng. Ở thành phố á, không có cái để mà mua. Cứ tưởng mình ở quê thì có, bắt cá bắt trạch thì có nhỉ. Tôm đi xúc rồi hả? Tôm đi xúc nhà này. Món tôm này hôm qua đi xúc. Lợn này hàng xóm thịt bán ở bên kia thì bảo họ ship về. Tôm đi mọt. Tôm đầy. Dưa thì tự làm. Đây món này thì là nhà trồng được này. Tí nữa buổi chiều xã sẽ cho ra xem cây mướp ở ngay trước mặt nhà luôn. Nghìn người cái sai nhé. Ai
Ủa, con tôm, con tôm. Mời khách. Khách đây à? Mỗi một lơi gọi. Đây là mỗi lơi gọi mỗi khác thôi. Con này chả có tôm thì con gì mà. Con tép ở đây này nè, con tép đây này. Quen con là gọi con tép. Con tép đây này. Đây gọi là thuộc loại cá rồi. Cá tép con gì nữa. Ô, tôm tép một loại tôm nó khác chứ. Cần tép à. Đây là cá, phải thêm từ cá đúng không? Ngồi quá là bé đó bọn tép. Ừ. Con tép đây này. Còn đây là tôm. Khổ quá, ngày xưa suốt ngày đi cướp cỏ rồi. Con này cũng có con tép. Này con tôm to tổ bố chà bá này mà nó bảo là con tép. Đây gọi là con tép rồi. Con tôm mà. Tôm này tôm biển. Mà gọi con tép. Người ta rung nó lên thế mà. Rung cái gì? Con tôm này em còn mua để xào còn gì. To nó còn ngón tay út này mà. Ăn nó mềm mềm mà. Ở dưới đấy cứ bé bé mà thuộc của loài tôm rồi. Em có cái đàn gì? Thôi các bạn. Đây các bạn. Thôi, không quan trọng, con cứ để nguyên đấy. Bố chỉ cần biết là quê mẹ con là như thế. Còn mình à? Mình là người city, mình gọi con tôm, con tôm, con tép, con tép đi. Hải Phòng tôi kệ tôi. Hải Phòng là con tôm, là con tép. Tép là con tôm. Ừ. Mình quê ở Vũ Hàng nói đấy. Đúng. Con từ bé đến lớn chỉ biết con đấy là con tôm thôi. Đúng rồi, con đứng về phe. Phe. Bố là con tôm. Ôi. Nói chung là thôi, tóm lại con của con nên ngủ với bố. Nửa bạn. Anh con này đi ra này. Ủa. Ai nhảy nhảy nhảy. Con chơi hết 1 bát đấy. Chưa. Ăn đâu rồi. Lấy cái tôm. Mua tôm nhiều mua. Con cọp cho mấy người ăn được. Hả? Thấy mềm răng. Mua được miếng sườn ra, giọt tan. Đó răng. Ra ở trong tiểu rồi. Cháy hết. Bố còn chưa, bố mới sửa. Ba tám mươi còn chưa già đấy. 100. Sự lương em. Nói từ khoảng luôn. Ba. Ba bất tử. 200 tuổi. Con ngồi thẳng lên mẹ đút đi ạ. Mỗi bữa cơm này nhà mình ăn mất nửa tiếng không nhỉ? Con uống nước thế là đủ rồi đấy. Mỗi bữa ăn là mất 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi của ạ. Chơi. Không, con chưa bỏ. À, nhưng mà
kho lên cho ngon nhá. Muốn đi câu cá mà. Ra đường được đâu con? Con đang bị sạt cua mà. Cuối tuần mình phải bơi về. Mẹ phải thanh toán hai hai triệu vàng. Thanh toán cho mẹ cháu. Được. Không phải 4 triệu. 3 triệu. To gấp đôi nhà anh Dương luôn. Thế rồi còn để lấy tiền đâu ra trả? Gấp đôi nhà bác Đắc đi. Con để đây. Gấp đôi nhà bác Đắc luôn. Thôi, sâu như thế. Con đi rửa bát cho người ta. Sâu như thế luôn. Ôi, sâu 81 phân cơ mà. Thế thì phải đến cổ bon. Bói bó. Thất má. Cao 81 phân. Bói bó. Lúc anh đưa cho nhiều nước anh bị gặp đầu nhờ. Bói bó. Rộng là 3m8. Bó, lúc anh đưa cho nhiều lúc con bị ngập đầu luôn. Ừ, hôm qua con gục siêu mà đẳng cấp. Rộng 3m8 gì ở ngập đầu. Rộng 3m8. À, dài gà 3m8, dập 2m8. Ca. Ca 81. 81, 81 cân. Gần bố ơi, bố. Ba bố con tắm phải mãi. Lúc ba bố là anh đi. Ở đây có khung luôn mà. Nếu mà cho tịch đầy nước là thoải mái. Con 1m3 rồi. Ngồi xuống. Con 1m3 thì làm sao mà. Con đến ngực hay con đến cổ? Không, con đến đầu. Con đến hông. Con đến đầu. Mỗi lần mình thấy mất mấy khối nước. Không phải là mỗi lần bơm là bỏ đâu. Không cần bỏ. Bơm chơi cả một tuần không mới bỏ ấy. Nước bạn... nhiều như thế mà. Bỏ ơi bỏ, nước bẩn quá đi. Bỏ ơi bỏ. Bỏ ơi bỏ. Mẹ bố muốn mẹ bơi đầu bóng gặp đầu con à. Sao bỏ? Không có. Mu mình làm hai bát đã xong rồi cả nhà. Mu cười cho mọi người nhìn bộ răng đẹp. Mu. Hả? Ơi. Cười bị mím môi. Dưa kho cá ngon nhỉ? Kho cá em cho một ít dưa vào. Ăn nhanh con. Rồi chào cả nhà nhé. Biết làm gì. Bye bye.